Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Minh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online. Nhưng mà cái này không phải mua hàng online giá rẻ các bạn nhé, và cũng không phải mua hàng online cây cú, mà mua hàng online một trong những sản phẩm đến từ tương lai các bạn nhé. Tại sao lại đến từ tương lai thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để xem đến từ tương lai nó như nào các bạn nhé. Cái này ship từ nước ngoài về đấy, cái này mình mua ở trên Shopee. Cái hộp này mình mua với giá là 629.000 các bạn nhé, 629.000. Và nhân vật chính của chúng ta đây các bạn này, đấy, laser projector keyboard. bàn phím theo kiểu chiếu đèn laser này các bạn này. Đó, trong hộp thì không có gì cả. Đấy, nhân vật chính của chúng ta đây, nó chỉ bé này thôi các bạn nhá, không dày lắm đâu. Chúng ta xem còn gì nữa không. Một cái sticker này, cái này là sơ hướng dẫn sử dụng các bạn nhá, user manual này. À, một cái sạc USB sang micro USB các bạn nhá. Hết rồi, không còn gì cả. Đấy. Sạc này đây, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nhá. Đấy, 600.000 chúng ta sẽ được một cái cục bé tí xíu này thôi. Đó, và cái này đó là laser projector keyboard. Theo như cái hình mô tả thì cái thiết bị này nó sẽ chiếu ra một cái bàn phím như một cái khoảng không gian hay cái mặt phẳng nào đó. Chúng ta chỉ việc cua tay phát là chúng ta có thể bấm được, giống như trong mấy cái phim khoa học viễn tưởng đó, thường chiếu cái màn hình lên không gian không trung để chúng ta quẹt cái là được ấy. Còn cái này thì không biết là như nào các bạn nhé. Mặt sau không có cái gì luôn này, có cái lỗ hổng như kiểu thoát nhiệt với cả loa thôi. Mặt bên này thì có một cái cổng sạc này, một cái nút nguồn này. Mặt bên này trống trơn không có gì. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái mắt kính này. Cái mắt kính này giống như kiểu cái đèn chiếu này. Bên này thêm một cái mắt nữa không biết để làm gì. Dưới này thì có hai cái đèn này. Dưới đây cũng có một cái đèn nữa không biết là gì. Thì lát nữa chúng ta sẽ đọc hướng dẫn, chứ mình cũng chưa dùng cái này bao giờ, mình không biết là như nào, có liệu có chạy được không. Thế nhưng cái phần nhựa này, phần nhựa này sơn khá là đẹp luôn các bạn nhá. Gia công thì chất lượng gia công cũng được đấy, không đến nỗi kiểu hợp tác xã lắm. 600k cơ mà các bạn, 600k cho một cái cục nhựa bé xíu như này thì chắc nó phải ghê. Ở đây nó có một cái gì này, cái này chắc là để mở cái mặt trên các bạn ạ, nó khuyết vào một tí này, chắc để chúng ta mở cái mặt trên này này. Đấy, đó. Trông thì khá là nhỏ gọn. Đấy, không biết là thực tế nó dùng thế nào, chúng ta sẽ bật thử các bạn nhé. 2, 3 này. Đấy, lên rồi đấy. Chít, các bạn có thấy gì không? Mình chưa thấy gì cả. Đấy, đây có cái đèn đỏ này, chích 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 này. À đây có hình kìa các bạn này, có hình bé tí ở đây dưới này mà không thấy gì nữa các bạn. À đây, hình bé lắm các bạn ạ, bé tí luôn, bé tí ở chỗ này này. Để xa ra xem nào, có chiếu được vào đâu khác không, chiếu vào bàn tay mà thấy tích 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 mà không thấy có hình gì cả. Hay là pin nó yếu các bạn nhỉ, không thấy gì luôn này. Có một tí hình bé tí ở dưới này thôi, nhưng mà mờ lắm các bạn, chắc không nhìn rõ được rồi. Chỉ có một vệt đỏ dưới này, không biết là do cái đèn này hay cái đèn trên. Nhưng mà không thấy, có phím này. À, chứng tỏ cái đèn trên này nó chiếu được xuống này. Nhưng mà không thấy hình đâu cả, hay là cái này pin nó yếu các bạn nhỉ. Chẳng chỉ vừa mới mua xong đã tạch rồi. Bay mất 600k. Thôi để mình tắt đi, xong rồi... mang một cái bình máu ra tiếp máu cho em nó nhá. Chúng ta sẽ có một cái bình máu ở đây, tiếp máu trực tiếp vào đây để xem là nó có. Đấy, lên đèn rồi, chúng ta tiếp máu trực tiếp vào đây xem nó có lên được không nhá. Chạy chưa? Đấy, có đèn rồi đấy. Chưa thấy phím đâu à? Không thấy phím đâu các bạn nhá. Không thấy chiếu được gì luôn này. Đấy, có mỗi một tí đèn đỏ ở dưới này. Để sát đây các bạn nhìn thấy một tí đỏ ở đây không? Cô khéo là chưa dùng được gì đã đi các bạn nhá. 600k cũng là hàng Made in China có khác. Cứ chít 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 thôi mà không thấy có bàn phím gì cả. Không biết là có phải nó hỏng không? Ok các bạn nhá. Sau một hồi vật lộn thì em nó đã sáng loáng lên rồi. Như vậy là hình như chiếu được cái gì ra. Đấy, chiếu được rồi các bạn này. Đấy, chiếu được bàn phím này. Thấy không? Ấy trời ơi, cứ tưởng nó hỏng cơ. Nghịch mãi cuối cùng cũng được, chúng ta sẽ thử xem sao các bạn nhá. À. Đấy. Bấm vào nó nhận, nó kêu chích 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 chích. Được. Nhưng mà không biết sử dụng như nào, thôi các bạn chờ một lát nhá.
để mình đọc cái hướng dẫn để xem nó như thế nào. Mình thấy nó ghi là mình kết nối bằng Bluetooth rồi các bạn này. Bluetooth không thôi các bạn nhé, không phải làm gì cả. Chúng ta sẽ thử xem nào. Đây. Bật điện thoại lên. Bluetooth, search xem có ra không. À đây. Có là có LED projector keyboard à, ấn kết nối thử xem nào. Có kết nối được không? À được ấy, được ấy. Kết nối là. Giờ chúng ta sẽ bấm thử nhá. Gõ thử vào đây xem có được không nha. H này. Ơ được rồi. Gì à? Bỏ cái này ra, cái này bị che nó che. Gì à? Ơ được luôn đấy các bạn này. Nhìn nhá. Gì à? K. Đấy, L nhá. Đấy. Vào được không? Có. O này, 9 này. Không này. Ui. Ghê luôn đấy các bạn nhá. Đấy, 2 3 này. Đó, chúng ta sẽ gõ hẳn một từ đi nhá. PC cách ống gaming này. Được không các bạn? Bị loạn à? Bị loạn sang số 6 à? Đâu chúng ta sẽ thử lại nhá. PC à, gaming. Oh yeah. Ngon các bạn nhá. Đó, thế là bấm hơi bị chất luôn các bạn à. Đấy, chúng ta có thể để bàn phím nó xa hơn tí nữa nhá. Để mình chiếu cho nó xa xa lên tí. Các bạn chờ tí mình tắt đèn đi nhá. Cho nó LED 6 à. Úi. Mất rồi. Không cảm biến được nữa. Kê cao lên là không bấm được các bạn nhá. Kê cao lên là không bấm rồi. Để mình kê lui ra đây xem nào. Xem nó có cảm nhận được cái, tức là nó có tính toán được cái khoảng cách không nhá. Đấy, là bấm thử à. Tịt rồi, không ăn thua rồi. À đấy, ấy. Không được rồi. Vẫn kêu nhưng mà không bấm được nữa rồi. Đó. Chứng tỏ là nếu mà để cái độ chiếu xa hơn là nó sẽ không bấm được các bạn nhá. Giờ mình lại để thấp nó xuống. Đấy, cái bàn phím nó gọn ở đây này. Chúng ta sẽ thử nhá. PC gaming. Được luôn các bạn nhá. PC gaming à. Đấy. Rất là chất này. Chào các bạn. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, được luôn là chỉ lệch một tí xíu thôi. Thế nhưng mà bấm kiểu này nó sẽ dễ bị nhầm các bạn nhá. Dễ bị nhầm lắm. Đấy. Vì cái này theo như mình nghĩ thì nó sẽ, tức là nó sẽ, cái đèn trên này nó sẽ chiếu cái bàn phím xuống dưới này. Và cái đèn ở bên dưới này này là nó sẽ đo cái khoảng cách các bạn chạm vào bàn phím. Đấy. Được luôn này, để mình để trên đây cho các bạn nhìn nhá. Không được nữa rồi, lại không chuyển tín hiệu được nữa rồi. Đấy. Chúng ta sẽ xóa đi thử lại nhá. Đấy, để sang đây. Bấm này. Đấy, được. Có nghĩa là, tức là cái đèn ở phía dưới này nó sẽ đo cái khoảng cách của các bạn đến các cái phím. Đấy, còn cái đèn phía trên này nó sẽ cảm biến xem là các bạn đang ở vị trí nào. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì nếu mà nó đo khoảng cách ấy thì chỉ cần cái đèn ở phía dưới này là đủ rồi, không cần phải đèn trên này đâu. Bấm rất được các bạn nha. Cái này mà sử dụng để làm gọi là gì nhỉ, check in sống ảo, là làm một cái hệ thống máy theo kiểu hiện đại tương lai là hơi bị ghê nhá. Bàn phím thì chiếu lên tất cả các bề mặt. Bây giờ chúng ta sẽ thử sang cái bề mặt khác xem có được không nhé. Đây là chiếu trên bề mặt của cái bàn. Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tấm mút này, nó để giống chúng ta để lên bàn đấy, thử xem là có được không nhá. Bàn phím chiếu xa quá này, vượt ra khỏi cái tấm bàn này rồi. Chúng ta sẽ bấm thử à. Vẫn nhận được các bạn này. Vẫn nhận được à. Đấy. Đấy. Vẫn nhận được luôn. Chứng tỏ là nó không phụ thuộc vào chất liệu, mà nó chỉ cần khoảng cách thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái loại khác nó gồ ghề hơn để xem sao nhá. Một cái bề mặt khác gồ ghề hơn. Sao một cái bề mặt gồ ghề hơn như ví dụ như cái chăn ở đây nhá các bạn nhá. Là nó sẽ tự cản này. Nếu mà nó bị nhăn lên cái này là nó sẽ cản lại cái chỗ này, là nó sẽ tự động kêu. Đấy, các bạn phải duỗi thẳng nó ra nhá. Chúng ta sẽ thử xem là nó có bấm được không nhá. Vẫn bấm được này, nhưng mà nó nhận không còn chính xác nữa rồi. À, D đi là không bấm được nữa này. Nó chỉ nhận được một số phím thôi. Đấy. Cái này chứng tỏ là nó chỉ có tác dụng với những cái bề mặt phẳng hẳn thôi các bạn nhá.
Đấy. Không bấm được nữa rồi, một số phím không bấm được nữa rồi. Vì cái vải nó bị nhăn lên này. Nó sẽ làm sai lệch về cái độ tính toán của cái đầu đọc phía dưới này. Đấy. Nó sai cái độ tính toán thì nó không đọc được nữa. Đó, chứng tỏ là cái bề mặt cong không được các bạn nhá. Đấy, bây giờ nếu mà chúng ta để thử kiểu như này nhá thì liệu nó có bấm được không các bạn? Không bấm được luôn này. Để như này thì bấm được này. Đấy. Đấy, để như này là bấm được ngay và có tác dụng luôn ở trên này. Đây các bạn nhá. Này. Gõ được cả tiếng Việt bình thường. Đấy. Nói chung là em nó rất phù hợp để gọi là check in sang chảnh sống ảo là rất ok các bạn nhé. Còn pin nó có dùng được lâu hay không không thì mình không rõ. Thế nhưng mà cái phần mắt đọc này, cái phần mắt này rất là mớ nha các bạn nhé. Lúc nó lên, lúc nó không lên. Đấy, ví dụ mình tắt đi bây giờ bật lại là, đấy, này thì nó lên luôn này. Đấy, nhưng mà có những lúc nó không lên, những cái lúc đầu nó tịt luôn không có hình gì cả. Đấy, rất đậm à nhưng mà bấm cũng được. Nó không có cảm xúc khi bấm thôi. Nói chung là 600k để check in sang chảnh thì cũng chủ yếu là để giải trí với cả để show hàng thôi các bạn nhá. Đấy, rất là hiện đại và tương lai. Nhưng mà hiệu quả thực tiễn thì cũng chưa ok lắm vì bấm nó không có cảm xúc và bấm nó hay bị nhầm ấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.